A Di Đà Phật, mình tên là Ngọc Huyền và nhân duyên để đến với chương trình Pháp Bảo Gieo Duyên là được một người bạn chia sẻ trang YouTube của Pháp Bảo Gieo Duyên đợt 3 để mình tham gia. Ban đầu thì mình chỉ thu âm kinh Lăng Nghiêm trọn bộ thôi, nhưng sau đó mình đã học thuộc chú Lăng Nghiêm luôn và đã hoàn thành trong 18 ngày. Trước đó mình có tham gia gieo duyên bài hát Lăng Nghiêm khúc và được chị Mẹ Rơ Si khuyến khích luyện hát thu âm bài trường ca chú Lăng Nghiêm để gieo duyên và nhân duyên để mình học chú bắt đầu từ đó. Nói thật là chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ thuộc được chú Lăng Nghiêm, bởi vì chú quá dài, dài nhất trong các thần chú của Phật giáo Đại Thừa. Mình lại nghe được câu nói là đừng nhìn biển mà thở dài, đừng nghĩ chú như biển cả rồi ra vẻ bạn không bao giờ học thuộc nó. Câu nói ấy khiến mình phải suy nghĩ và muốn quyết tâm để thử sức mình. Mình muốn vượt qua khả năng của bản thân. Mình nghĩ nếu học thuộc nổi thì điều đó thật phi thường. Phương pháp học của mình rất đơn giản, chỉ nghe nhạc nhiều lần thôi, và sẽ càng đơn giản hơn đối với những bạn nào đam mê âm nhạc. Mình xin chia sẻ đôi nét về bài trường ca chú Lăng Nghiêm phổ nhạc này. Theo mình được biết thì suốt 2 năm những người thực hiện mới phổ nhạc và hát thành công bài trường ca và đã thành tựu viên mãn. Thật sự bài trường ca này quá hay và tuyệt vời, có thể nghe để thư giãn. Mình mong là các bạn hãy nghe bài trường ca này. Nếu muốn mau nhớ thì khi nghe nhạc, cả tai, mắt và miệng phải chú tâm toàn ý thì sẽ dễ tập trung và tiếp thu nhanh. Nghĩa là tai thì nghe, mắt nhìn phụ đề, miệng thì hát theo. Riêng mình thì mình nghe ở mọi lúc, mọi nơi, rảnh là mình nghe thôi. Càng nghe càng thấy, thì ra chú này dễ học chứ không khó như mình tưởng, và đã học chú luôn. Bên cạnh đó mình có dựa theo sơ đồ tóm tắt cho dễ học của các bạn đã chia sẻ và đã thuộc một cách nhanh chóng. Mình lại có cảm nhận là có một năng lực vi diệu nào đó đã giúp mình hoàn thành, hay nói cách khác là một sự màu nhiệm. Trước khi học chú, mình có nguyện cầu trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và mình nghĩ là Ngài đã gia hộ cho mình. Hãy tin vào sự linh ứng này, vì có lòng tin thì sẽ vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Mình tin là ai cũng sẽ làm được. Lời cuối thì mình xin kính chúc các bạn thành công trong việc học và trì tụng chú Lăng Nghiêm, bởi vì nhờ chú Lăng Nghiêm mà chánh pháp mới tồn tại lâu dài. A Di Đà Phật.